ngày hôm qua và ngày hôm nay thì Bộ Y tế cũng đã tiếp tục cử các đoàn công tác lên trên Vĩnh Phúc làm việc với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân để tiến hành khoanh cái vùng này lại. Chúng tôi coi đây là một ổ dịch và khoanh cái vùng này lại, và toàn bộ tất cả những cái danh sách, những cái người mà tiếp xúc với cái bệnh nhân này thì đều đã được cách ly triệt để tại nhà và đảm bảo rằng là người đó không đi cái nơi khác. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã yêu cầu và đề nghị ủy ban nhân dân là tiến hành tiếp một cái vòng nữa, tức là những người tiếp xúc với cái người tiếp xúc, mặc dù những người tiếp xúc kia khi chưa có bất cứ một cái biểu hiện gì, để chúng ta đảm bảo rằng là chúng ta khống chế kiểm soát mạnh mẽ nhất đối với khu vực này. Và tôi được biết là đồng chí bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũng rất quyết liệt, rất quan tâm cái này, và ngày hôm nay đã họp liên tục để làm sao chỉ đạo được các cấp các ngành cho việc này. Thì chúng tôi rất hy vọng, và đối với Bộ Y tế chúng tôi tiếp tục cử các cơ quan chuyên môn theo dõi giám sát chặt chẽ cái việc ở Vĩnh Phúc và sẽ sẵn sàng hỗ trợ Vĩnh Phúc nếu trong trường hợp cần thiết. Nhưng thời điểm hiện nay thì Vĩnh Phúc đã triển khai tất cả các biện pháp cần thiết cho vấn đề về khoanh vùng này.